Cô dâu xinh đẹp nhưng lại chống nàng đi ngay trong ngày cưới, khiến cho dân mạng bất ngờ. Hình ảnh cô dâu xinh xắn mặc một chiếc áo dài đỏ trong đám cưới, nhưng phải nhờ tới sự giúp đỡ của đôi nàng để đi lại, đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong ngày cưới, cô dâu nào cũng muốn mình được xinh đẹp nhất. Cũng chỉ vì ngày trọng đại nhất trong cuộc đời này mà người ta chẳng tiếc tiền chi tiêu để trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, có những người bất đắc dĩ được nổi bật và nhớ đến chỉ vì tai nạn không lường trước. Hình ảnh về một cô dâu chống nạn ngay trong ngày cưới của chính mình đang được trên mạng chia sẻ rầm rộ. Không biết gần ngày cưới hứng khởi quá hay gì mà cô gái phi xe ngã gã cả chân, đám cưới phải chơi quả nạn này. Theo đó, thay vì được trang điểm xinh đẹp để khoác lên mình một bộ váy long lanh, đi giày cao gót sang chảnh cùng sánh bước bên chú rể, thì cô nàng lại phải tập tễnh đi chậm từng bước một. Mặc dù chân đau, nhưng gương mặt cô dâu vẫn rất là xinh đẹp rạng ngời, nụ cười tươi rói luôn nở ở trên môi. Có lẽ chính nhờ sự ân cần của chú rể đã khiến cô dâu vơi bớt phần nào đau đớn phải chịu. Dù gì cũng là ngày hạnh phúc nhất của mình, cái chân có đau tí cũng chả sao, thậm chí cô dâu cũng không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai, vẫn khéo léo tự chống nạn để đi tiếp đón bạn bè. Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Khổ thân cô dâu quá, khổ cả chú rể nữa, đêm nay còn gì là tân hôn và động phòng. Đám cưới để là kỷ niệm nhất hai bên gia đình, nhìn thương mà tội cô dâu quá, nhưng vẫn may mắn là tai qua nạn khỏi rồi.